Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ suốt những ngày vừa qua, đã ghi nhận tình hình thời tiết khả quan hơn. Tạnh mưa, nước lũ rút dần, sau những ngày dài chạy lũ, giờ họ lại bắt tay vào dọn dẹp để ổn định cuộc sống. Lớp bùn dày ngập đến ngang bắp chân, đồ đạc ngổn ngang, bờ tường trắng còn nguyên dấu vết của mực nước hay những tiếng khóc thương tâm. Những căn nhà cắm cờ tang là minh chứng rõ nhất cho thấy sự thiệt hại vô cùng lớn mà thiên tai đem đến. Thậm chí, có những người dù đã sống quá nửa đời người, trải qua biết bao thăng trầm, thế nhưng vẫn phải thốt lên. Sống 60 năm, chưa từng chứng kiến trận lụt nào như thế chuyện ghi từ tâm lũ Sống 60 năm chưa từng chứng kiến Sáng 12 tháng 9, tại đê tả sông Cầu, đoạn qua xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Hàng chục đoàn thiện nguyện vận chuyển mì tôm, nước lọc, sữa tươi, bánh mì, gạo về hỗ trợ cho người dân xã Vân Hà và Tiên Sơn Là một trong những hộ được nhận hàng cứu trợ, ông Nguyễn Văn Tán, xã Tiên Sơn cho biết Nước sông tràn vào khiến gia đình ông bị ngập hơn 6 mét lũ đã lên cao quá nửa tầng 2. Hiện cả gia đình đang cùng tập trung sinh hoạt tại tầng 3. Các hộ khác chỉ có nhà một và 2 tầng thì đã phải di chuyển đi nơi khác. Ông Tán cho hay, lũ lên quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Hầu hết vật dụng trong nhà đều bị cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn. May có các đoàn cứu trợ, không chúng tôi cũng chưa biết ăn uống, sinh hoạt thế nào. Ông Thường, một người dân xã Vân Hà nói, Tôi năm nay gần 60 tuổi, nhưng giờ mới thấy trận lụt lớn như thế này xảy ra. Nước ngập tứ phía khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn vì mất điện, mất nước, giao thông cô lập hoàn toàn. Có mặt, tiếp nhận hàng hóa cứu trợ từ Mạnh Thường Quân, các cán bộ xã Vân Hà cho biết, xã gồm các thôn Thổ Hà, Vân Hà và Nguyệt Đức với hơn 4.500 hộ dân, hơn chục nghìn nhân khẩu đang chìm sâu khoảng 6 mét trong nước lũ. Sau khi tiếp nhận hàng hóa, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổ chức vận chuyển cùng các tình nguyện viên đưa đến từng hộ dân. Theo tính toán, nếu trời không mưa, lũ từ đầu nguồn được khống chế, thì khoảng 15 ngày nữa, lũ trên sông cầu, đoạn qua địa bàn mới rút hết. Nước bùa vây từ phía Hiện toàn tỉnh Bắc Giang còn hàng chục điểm dân cư với hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ngoài đê, ven sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam đang chìm sâu trong nước lũ. Nhiều nơi bị chia cắt, cô lập hoàn toàn như các xã Hòa Sơn, Đồng Tân, Hợp Thịnh, Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Vân Hà, Tiên Sơn, Quang Châu, thị xã Việt Yên, Trí Yên, Đồng Việt, huyện Yên Dũng. Bên cạnh việc chống lụt, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn tiếp tục gia cố các tuyến đê, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại Yên Bái, ngày 12 tháng 9, lực lượng công an đã tổ chức tiếp nhận đồ tiếp tế của các mạnh thường quân ủng hộ từng chiếc túi bóng được chuẩn bị từ ngọn nến, nước ngọt, mì tôm, sữa được đưa lên từng chiếc thuyền để dọc theo con đường thanh niên, đoàn thị điểm vào từng nóc nhà để tiếp tế. Những con đường trước cơn lũ dữ được trải thảm nhựa bê tông này đã trở thành biển nước để di chuyển vào cứu trợ tới từng hộ. Cách duy nhất là dùng thuyền. Việc phải chèo thuyền, ra nhận đồ ăn, thức uống tiếp tế hay phải sống trên tầng 3 trong ngôi nhà của mình là điều họ chưa từng chứng kiến. Thiếu tá Nguyễn Hồng Quang, cựu cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Yên Bái chia sẻ, Tôi đã nghỉ hưu từ năm 2023, nay do nước ngập sâu, 3 ngày qua, tôi đã tình nguyện treo thuyền, chuyển hàng tiếp tế cho nhân dân trong vùng lũ. Quả thực, cả đời tôi chưa từng chứng kiến cơn lũ nào lớn như lần này. Có nhà dân cao đến 3 tầng mà ngập đến tầng 2, họ không thể xuống được. Đưa đồ cứu trợ phải dùng dây dài, đưa lên mái nhà. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 9, gần như toàn bộ thành phố Tuyên Quang và một số địa phương trong tỉnh chìm trong biển nước. Người dân phải leo lên mái, lên tầng chờ thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt đưa đến ứng cứu. Bắt đầu từ sáng ngày 10 tháng 9, cả thành phố Tuyên Quang và các huyện Nà Hàng, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương bị ngập lụt, đường xá, nhà cửa hoa màu chìm trong nước. Tuyến đường Bình Thuận kết nối từ cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ vào trung tâm thành phố Tuyên Quang, ách tắc cục bộ. Mực nước ngập sâu bình quân khoảng 2 mét, được ghi nhận vào chiều 11 tháng 9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ toàn tỉnh, tiếp tế, cung ứng lương thực, tổ chức di rời người và tài sản đến nơi an toàn, phát dọn cây ven đường do bão quật đổ. Tại Phú Thọ, sáng 12 tháng 9, tại điểm ngập lụt tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa và ghi nhận nhiều nhà dân vẫn còn ngập rất sâu. Tại đây, nước dâng cao khoảng 3 mét khiến khu vực bị cô lập, người dân phải trèo thuyền để nhận đồ cứu trợ. Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa cho biết, hầu hết các khu trên địa bàn xã Hình Lương bị ngập. Nước lũ tràn qua đê vào các khu vực dân cư đã được 4 hôm nay. Dự kiến khoảng một tuần, khu vực trên mới rút hết nước bà Vũ Thị Ước, sinh năm 1958, trú tại xã Hình Lương, chia sẻ. Chúng tôi phải chèo thuyền đi lấy thức ăn cứu trợ. Do không biết bơi, nên đôi khi thuyền tròm chảnh cũng rất sợ. Thế nhưng không đi thì chúng tôi không biết sống ra sao. Xóa sổ cả một bản làng Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vốn là một thôn làng yên bình, ẩn sau những dãy núi. Thế nhưng, trận sạt lở kinh hoàng vào sáng 10 tháng 9 đã khiến mọi thứ vùi sâu dưới lớp đất đá. Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, trong tổng số 47 nạn nhân đang bị mất tích vừa qua, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy hai gia đình với 8 nhân khẩu kịp thời chạy lên núi thoát nạn trong lũ quét kinh hoàng. Thông tin chính thức đến 9 giờ 30 ngày 13 tháng 9 về thiệt hại tại làng Nủ, xác định 48 người tử vong, hiện còn 39 người mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ở sát khu vực Sân Nhà Văn Hóa, bên cạnh dòng suối đang cuộn chạy đục ngầu bùn đất là những chiếc quan tài của các nạn nhân bị lũ quét được lực lượng chức năng đưa về. Nhiều người dân tập trung ở gần khu vực trên, khóc, gọi tên người thân của mình trong thê lương thảm thiết. Xa xa hơn, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có cả những đứa trẻ mới chỉ đến thế giới tươi đẹp này không lâu. Một lớp mầm non 18 cháu, nhưng có đến 10 bé đã không còn đến lớp được nữa. Kỳ vật của các con vẫn còn đây, trang vở trắng vẫn còn đây, nhưng các con đã không còn nữa. Hiện 650 người đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nụ. Trong đó Sư đoàn 316, Quân khu 2 300 người, Công an 100 người, các lực lượng khác của tỉnh, huyện, xã 250 người. Tất cả lực lượng đều dốc sức chạy đua với thời gian tìm kiếm cứu nạn. Trong ngày, bộ đội biên phòng đã huy động chó nghiệp vụ để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Sau hai ngày tắc đường, đến sáng nay đã có chiếc máy xúc đầu tiên vào hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm. Tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ nhiều thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng một người, người bị thương 5 triệu đồng một người. Tại hiện trường thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 31 tháng 12 năm 2024 phải tìm địa điểm xây dựng lại nơi ở cho người dân trước mắt phải đảm bảo nước sạch, đồ ăn thức uống cho những người dân đã bị mất nơi ở tại thôn, đồng thời biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn và mong muốn lực lượng tìm kiếm cứu nạn gắng sức tìm bằng được thi thể các nạn nhân để giảm đi nỗi đau của người thân các nạn nhân. Nỗ lực thông đường là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3, ông Lê Văn Định, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng cho biết, quốc lộ 34 là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Cao Bằng với các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc và các tỉnh Bắc Cạn, Hà Giang. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường này vẫn còn 76 điểm chia cắt do sạt lở đất, sụt lún nền đường, trong đó Sở Giao thông Vận tải mới khắc phục bước 1, bảo đảm thông đường tại 36 vị trí để cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, cuốn trôi xe khách làm 20 hai người tử vong tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ông Định thông tin, đến nay lại tiếp tục có bốn vị trí sạt lở, tắc đường mới. Các điểm vừa được thông xe lại tiếp tục xảy ra sạt lở, gây khó khăn cho lưu thông. Chúng tôi đang tập trung thống kê đầy đủ, lập phương án và dự toán để đề cấp thẩm quyền cho phép cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền mặt đường và hành lang trên toàn bộ tuyến đường này cũng là địa phương ghi nhận hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã chủ động hót dọn, bảo đảm an toàn giao thông. Hiện Sở và Cục Đường bộ Việt Nam đang khảo sát, lập phương án giải quyết dứt điểm, giúp người dân lưu thông thuận lợi. Đến nay, giao thông kết nối giữa Lạng Sơn và các tỉnh lân cận vẫn bảo đảm. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!